Xin chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bản tin của kênh tin tức mới 365. Ngày hôm nay, ban biên tập chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những bản tin nóng hổi gì. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục điểm tin chính. Lô vợ của một quan lớn xây biệt phủ trái phép xử phạt cũng không sợ. Kính thưa quý vị, gần đây, vợ của một phó chủ tịch xã ở Bình Phước đã gây xôn xao dư luận khi bị xử phạt hành chính vì xây biệt phủ trái phép. Dù đã bị xử phạt nhiều lần, công trình vi phạm vẫn chưa được xử lý triệt đề. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài đã ban hành quyết định xử phạt đối với bà Nguyễn Thị Thanh Bình với tổng số tiền lên tới 38,8 triệu đồng. Bà Bình bị phạt vì chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp và xây dựng công trình sai phép trên diện tích lớn hơn nhiều so với giấy phép. Việc này không chỉ khiến người dân bức xúc mà còn làm giảm niềm tin vào sự liêm chính của các quan chức. Sự việc này là một ví dụ điển hình về việc tăng cường quản lý, và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và quản lý đất đai. Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài đã xác định chủ công trình biệt phủ vi phạm pháp luật bằng cách chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, vợ cùng một phó chủ tịch xã ở Bình Phước, bị yêu cầu khôi phục lại tình trạng đất ban đầu và làm thủ tục xin cấp phép xây dựng điều chỉnh điều đáng lưu ý là nhiều quan chức dù có mức lương khiêm tốn vẫn xây dựng những biệt phủ hoành tráng dẫn đến nghi ngờ về nguồn gốc tài sản của họ ví dụ ông nguyễn sĩ kỳ phó ban đội chính tỉnh ủy đắk lắc lý giải rằng biệt thự của gia đình ông được xây dựng từ tiền tiết kiệm và vay mượn trong khi ông phạm sĩ quý giám đốc sở tài nguyên và môi trường yên bái cho rằng tài sản của ông là kết quả từ vay ngân hàng và tiền tiết kiệm từ thời trẻ những lời giải thích này không chỉ không thuyết phục mà còn làm giảm niềm tin của người dân vào sự liêm chính của các quan chức. Các vụ việc như vậy nếu không được làm sáng tỏ sẽ làm giảm sút niềm tin của cộng đồng vào chính quyền các cơ quan chức năng. Quý vị thân mến, Cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh rằng công tác nhân sự phải được thực hiện công tâm, khách quan và khoa học, với lợi ích quốc gia, dân tộc, đảng và nhân dân được đặt lên hàng đầu, vấn nạn chạy chức chạy quyền được đảng ta quan tâm từ lâu với các biểu hiện tiêu cực đã công tác cán bộ như thao túng, chạy chức, chạy quyền và sử dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân. Gần đây, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Thanh Hóa đã kỷ luật nhiều cán bộ huyện Mường Lát liên quan đến việc tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội chú, trung học cơ sở Mường Lát. Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra đã quyết định kỷ luật các ông Mai Xuân Giang, Lò Văn Tuấn, Tống Binh Tới, Trịnh Xuân Lâm, Vũ Xuân Tùng và tri bộ phòng giáo dục và đào tạo huyện Mường Lát bằng cách hình thức khiển trách. Trước đó, phụ huynh đã phản ánh rằng con cháu của lãnh đạo cấp phòng và giáo viên có dấu hiệu được xét tuyển không đúng quy định. Các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh tại trường này từ năm học 2020-2021 để đảm bảo việc thực hiện chính sách đúng quy định. Từ năm học 2020-2021 đến 2023-2024, nhiều học sinh là con của cán bộ công chức và giáo viên được xét tuyển không đúng quy định vào trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Mường Lát. Sau khi thông tin được công bố, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh vụ việc. Cùng thời điểm, hai vợ chồng cán bộ nhà nước vỡ nợ và lừa đảo gần 19 tỷ đồng. Ngày 22 tháng 8, phiên tòa sơ thẩm tại Quảng Nam đã kết án Trần Thị Hồng 14 năm tù và Ôn Thái Nghiêm 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án gỗ chắc liên quan đến cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh đã kéo dài nhiều năm. Vào tháng 12 năm 2013, ông Vĩnh đã đề xuất bán lô gỗ chắc với giá 63,8 tỷ đồng. Vụ án đã trải qua nhiều phiên xét xử và điều tra bổ sung. Bà Trần Thị Dung bị kết án 16 ngày tù bằng thời gian tạm giam và hưởng án treo. Bà cựu công chức hải quan liên quan bị phạt từ 6 đến 18 tháng tù treo. Vụ án buôn lậu gỗ của vợ chồng ông Liệu được phúc thẩm kết luận hai người buôn lậu 78,87 mét khối gỗ, với mức phạt tăng cho ông Liệu lên 7 năm tù và bà Dung 3 năm án treo, Tổng cục Hải quan đã bị tịch thu lô gỗ trị giá hơn 59 tỷ đồng và quyết định này bị bà Dung kiện nhưng bị bác. Vụ án liên quan đến bán đấu giá lô gỗ chưa được xử lý rứt điểm do không còn vật chứng và ông Phan Văn Vĩnh bị khởi tố vì đưa ra quyết định trái pháp luật. Vào năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố vụ án liên quan đến việc bán vật chứng gỗ chắc, nhưng gặp khó khăn vì pháp luật chưa quy định cụ thể cho tình huống này. Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, cho biết sẽ đề nghị chính phủ chỉ định bộ chuyên ngành định giá lại lô gỗ để có cơ sở phục hồi điều tra. Hiện tại, ông Phan Văn Vĩnh đang chấp hành 9 năm tù vì tội lợi dụng chức vụ trong vụ án đánh bạc. Đồng thời, cuộc đấu tranh chống tham nhũng đang được đẩy mạnh với việc nguyên phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình, ông Trần Hồng Quang bị bắt lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của một cá nhân. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Trần Hồng Quang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm. Liên quan đến Hoa hậu Phương Lê, việc bà hát chế lời quốc ca trên livestream đã gây chỉ trích. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp xử lý theo quy định với khả năng bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu bị kết tội xúc phạm quốc ca. Vũ Luân, trong ba Phương Lê, đã rút lui khỏi vai trò giám khảo cuộc thi chuông vàng vọng cổ năm 2024. Sau một số tranh cãi, bán tổ chức chuông vàng vọng cổ đã thỏa thuận với Vũ Luân để nghệ sĩ này không tiếp tục tham gia vòng tuyển chọn năm nay và đang tìm kiếm người thay thế. Vũ Luân cùng Thanh Hằng và Phượng Loan được chọn làm giám khảo nhưng bị phản ứng dữ dội sau khi hoa hậu Phương Lê hát chế lời quốc ca trong livestream. Mặc dù Phương Lê đã xin lỗi và phủ nhận cố ý xúc phạm, công chúng không chấp nhận lời xin lỗi. Ngày 22 tháng 8, công an huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ đối tượng có biệt danh Quý Đen để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Quý Đen đã làm mưa làm gió trên các sông thị vải, bắt nạt ngư dân và thu tiền bảo kê công an đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng trong quá trình tuần tra. Ngày 22 tháng 8, công an huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Bùi Minh Trọng, biệt danh Quý Đen, khi đối tượng này đang cưỡng đoạt tài sản của các chủ ghe đánh bắt tôm cá và bè nuôi cá trên sông Thị Vải. Quý Đen phải thừa nhận đã sử dụng vũ lực để ép các chủ phương tiện phải đóng tiền bảo kê hàng tháng. Ban đầu là 1 triệu đồng, sau giảm còn 500 000 đồng. Để được thả lưới, các ngư dân phải xin phép Quý Đen trước và nếu không sẽ bị cản trở công việc. Ngư dân chủ yếu là người làm ăn xa, cho biết họ không dám tố cáo vì sợ bị trả thù. Họ mong pháp luật xử lý nghiêm quý đen để gian đe kẻ khác và bảo vệ quyền lợi của người dân. Hiện công an đang mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và các đối tượng liên quan. Chiều qua, giá đất đấu giá ở ngoại thành Hà Nội đã lên tới 133 triệu đồng trên 1 mét vuông, gấp hơn 18 lần giá khởi điểm. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương kiểm tra bốn bộ liên quan để ra soát các đấu giá bất thường. Các cơ quan phải đảm bảo đấu giá minh bạch, xử lý nghiêm minh và đề xuất giải pháp hạn chế tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản. Báo cáo về tình hình này phải được hoàn tất trước ngày 30 tháng 8. Thủ tướng yêu cầu kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi thao túng, thổi giá bất động sản. Đồng thời yêu cầu bốn bộ liên quan tổ chức tập huấn về luật đất đai và bất động sản. Phó thủ tướng Trần Hồng Hà sẽ chỉ đạo việc thực hiện công điện này. Bộ Chính trị đã điều động ông Trần Lưu Quang làm trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao ông Quang, nhấn mạnh ông có nhiều kinh nghiệm và tin tưởng ông sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông Quang được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng vào tháng 1 năm 2023. Bộ Chính trị đã công bố quyết định điều động ông Trần Lưu Quang làm trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thay thế ông Trần Tuấn Anh người đã xin nghỉ hưu từ tháng 1 năm 2024. Thái Hồng Công và ông Hồ Đại Dũng khai trừ họ khỏi đảng vì vi phạm nghiêm trọng một số quy định đảng viên khác và một số đảng viên đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính tương ứng. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc tăng cường đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh và tiếp tục chống tham nhũng với quyết tâm không ngừng nghỉ. Bạn nghĩ sao về loạt vụ án này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Tín nóng, kỷ luật bí thư thành ủy và loạt cán bộ liên quan đến dự án đường trăm tỷ. Kính chào quý khán thính giả, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định cuộc đấu tranh chống tham nhũng dưới sự chỉ đạo lãnh đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đạt được kết quả quan trọng và sẽ tiếp tục mạnh mẽ, Gần đây, nhiều cán bộ liên quan đến dự án đường trăm tỷ ở thành phố Sông Công, Thái Nguyên đã bị kỷ luật. Ban thường vụ thành ủy Sông Công nhiệm kỳ 2015-2020 bị chỉ trích vì thiếu lãnh đạo và giám sát dẫn đến vi phạm nghiêm trọng trong các dự án. Ông Dương Xuân Hùng, ông Hoàng Thái Cường và ông Lê Văn Khôi là những cá nhân chịu trách nhiệm cao nhất về các vi phạm này. Mới đây, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Thái Nguyên đã quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Đào Duy Anh, và khiển trách các ông bà Vũ Duy Nghĩa, Nguyễn Ngọc Lâm, Lưu Trí Vượng và Nguyễn Thị Minh Xuân do những vi phạm nghiêm trọng liên quan đến dự án đường thắng lợi kéo dài ở thành phố Sông Công. Dự án này với tổng vốn đầu tư hơn 130 tỷ đồng vẫn chưa hoàn thành sau nhiều năm triển khai, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân cùng lúc bộ công an đang truy tìm ông đặng tất thắng cựu chủ tịch flc và tổng giám đốc bamboo airways để xác định mơn tố cáo từ ngân hàng sacombank ông thắng bị cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi và lệnh hợp pháp của tổ chức cá nhân Cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục làm rõ các thông tin liên quan. Ông Đặng Tất Thắng hiện đang bị truy tìm để phục vụ điều tra. A09 đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh và tìm kiếm ông Thắng. Nếu có thông tin, xin báo lại ngay cho A09 qua địa chỉ 254 Nguyễn Trãi, thành phố Hồ Chí Minh hoặc số điện thoại 0693 336 068. Trung tướng Tôn Sô cho biết thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật, đồng thời Cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh đối diện án tử hình vì nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu, vụ án liên quan đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thu hồi hơn 51 tỷ đồng từ các bị can. Kính chào quý khán thính giả, vợ cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã đột 14 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án, gồm 4 tỷ đồng từ 6 gói thầu và 10 tỷ đồng tự nguyện. Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh nộp 10,1 tỷ đồng. Các bị can khác cũng nộp tiền thường lợi để khắc phục hậu quả. Hậu quả thiệt hại thứ ba gói thầu các bệnh viện là 22,8 tỷ đồng và từ các gói thầu của Nguyễn Thị Thanh Nhàn là hơn 25,8 tỷ đồng. Hiện Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Hồng Sơn đang bỏ trốn. Các công ty thuộc AEC chưa nộp tiền khắc phục hậu quả. Cơ quan Cảnh sát điều tra kê biên tài sản và phong tỏa tài khoản liên quan đến các vụ án trước đó trong việc mua sắm thiết bị y tế cho 6 bệnh viện ở Bắc Ninh. Hai nhóm doanh nghiệp đã gây thiệt hại hơn 48 tỷ đồng và hối lộ lãnh đạo tỉnh ủy. Ông Nguyễn Lương Thành sẽ bị xử lý về mặt đảng và hành chính do không có chứng cứ can thiệp vào việc phân bổ vốn về Hoa hậu Phương Lê, video chế lời quốc ca của cô đã gây phẫn nộ, cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng để xử lý tình trạng này. Bà Võ Thị Thu Sương từ Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ phối hợp xử lý việc chế lời quốc ca. Luật sư Lê Trung cảnh báo việc này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 351. Hóa hậu Phương Lê đã gây phẫn nộ với hành động này, cần xử lý nghiêm để ngăn ngừa ảnh hưởng xấu. Viện trưởng Lê Minh Trí thông báo đã khởi tố nhiều cán bộ công an và tòa án vì nhận hối lộ và tham nhũng. Tại Đà Nẵng, Nguyễn Thị Nga, từng là phó trưởng phòng tài toán nhân dân cấp cao thành phố Đà Nẵng, đã bị bắt vì tội môi rời hối lộ. Cơ quan điều tra thông báo sự việc đến các cơ quan chức năng liên quan. Bà Nga hiện đang bị tạm giữ tại trạm giam quân khu 2. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng đội ngũ cán bộ tốt và quyết liệt phòng chống tham nhũng để đạt được mục tiêu của nhân dân. Trong phiên làm việc ngày 3 tháng 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét đơn từ chức của một số lãnh đạo cơ quan Trung ương và địa phương, bao gồm Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ. Gần đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp để xem xét đơn từ chức của một số lãnh đạo, bao gồm Bí thư Trung ương Đảng và Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý cho ông Khái thôi giữ các chức vụ do vi phạm quy định của Đảng. Ông Khái, 60 tuổi, quê Bạc Liêu, từng là Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Tổng thanh tra Chính phủ và Phó Thủ tướng. Ông Đặng Quốc Khánh cũng đã được miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý cho ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Quyết định này dựa trên báo cáo của Ủy ban kiểm tra Trung ương và đề nghị của Ủy ban tổ chức Trung ương, ông Khánh Nguyên Bí thư tỉnh ủy Hà Giang đã vi phạm các quy định của Đảng và quy định về phòng chống tham nhũng. Ông Khánh 48 tuổi quê Hà Tĩnh, từng là Bí thư tỉnh ủy Hà Giang và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường đã có đơn xin thôi giữ chức vụ. Quyết định thực hiện dựa trên quy định hiện hành và nguyện vọng cá nhân của ông Khánh trung ương đảng nhận thấy các ông lê minh khái đặng quốc khánh nguyễn xuân ký và chu văn lâm đã vi phạm các quy định của đảng về thực hiện chức trách trách nhiệm nêu gương và phòng chống tham nhũng những cán bộ này đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ của mình dựa trên quy định của đảng và nguyện vọng cá nhân trung ương đảng đồng ý cho họ thôi giữ các chức vụ dựa trên quy định của đảng quyết định này phản ánh sự quyết tâm của đảng và nhà nước trong việc không đề lọn vào cấp ủy những cá nhân có phẩm chất đạo đức kém vi phạm quy định và thiếu quyết định về đường lối đảng Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác nhân sự, yêu cầu phải tỉnh táo và cẩn trọng trong việc đánh giá và lựa chọn quán bộ. Tân Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định sẽ đánh giá lại các chỉ tiêu của Đại hội 13 và đưa ra giải pháp tăng tốc thực hiện mục tiêu. Ông nhấn mạnh công cuộc xây dựng Đảng và phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ được triển khai mạnh mẽ không ngừng nghỉ, không có vùng cấm hoặc ngoại lệ. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng cho biết sẽ mở rộng công tác phòng chống tham nhũng ra khu vực nhà nước. Trong cuộc họp báo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ông Lại Xuân Môn thông báo rằng hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã tiến nhiệm bầu Chủ tịch nước Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư với số phiếu tuyệt đối. Ông Tô Lâm sinh năm 1957, quê Hương Yên, trước đây là Bộ trưởng Bộ Công an và đã có những đóng góp quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng. Quý vị thân mến, gần đây chiến dịch chống tham nhũng không có ngoại lệ, không có vùng cấm đã đạt được nhiều thành quả to lớn và được cử tri nhân dân cả nước ủng hộ mạnh mẽ. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định rằng cuộc đấu tranh chống giặc nội xâm còn khó khăn hơn cả chống giặc ngoại xâm, vì đây là cuộc chiến đấu với những kẻ địch trong nội bộ, đòi hỏi sự quyết tâm sáng tạo và công sức của nhiều thế hệ. Chiến dịch này đã dẫn đến việc hàng loạt quan chức từ cấp huyện đến trung ương bị kỷ luật cách chức, truy tố hoặc ngồi tù trong nhiệm kỳ khóa 13. Dù mới hơn nửa chặng đường, đã có hàng chục ủy viên Trung ương Đảng và ba lãnh đạo cấp cao như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Võ Văn Thường và mới đây là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị mất chức. Thành quả này không thể không nhắc đến công lao của Bộ Công an, đặc biệt là Bộ trưởng Tô Lâm. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, diện giặc nội xâm sẽ ổn định chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, giữ vững quan hệ đối ngoại và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh cần phải kiên quyết và quyết liệt hơn nữa trong công tác này. Trong chiến dịch chống tham nhũng, đảng và nhà nước đã kiên quyết thực hiện không có ngoại lệ, không có vùng cấm để bảo vệ thành quả của đảng, hệ thống chính trị và sự tồn vong của chế độ, đặc biệt Đại tướng Tô Lâm, người được mệnh danh là người đốt lò thầm lặng bên cạnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã có những đóng góp quan trọng trong cuộc chiến này. Đại tướng Tô Lâm sinh ngày 10 tháng 7, hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ trưởng Bộ Công an. Ông cũng có là Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Từ tháng 4 năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, hỗ trợ trợ Tổng Bí Thư trong công tác này, ông đã dẫn dắt ngành công an triển khai công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực với ba phương diện, phát hiện và xử lý vụ án, làm trong sạch nội bộ và cải cách thủ tục hành chính. Ông cũng chỉ đạo nhiều cuộc điều tra lớn về tham nhũng như vụ Việt Á và thao túng thị trường chứng khoán với học hàm giáo sư và học vị tiến sĩ đại tướng tô lâm đã công hiến nhiều năm cho công tác an ninh phòng chống tham nhũng ông là người con của một gia đình có truyền thống cách mạng và đã được đảng và nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý công tác phòng chống tham nhũng không chỉ là nhiệm vụ của đảng mà còn cần sự ủng hộ và tham gia của toàn dân để đạt được những kết quả đáng tự hào